Con thích đọc sách vở ơi. Quyển này muôn thu, quyển này cây xanh, khám phá thế giới tự nhiên và nhiều điều tốt đều hay trong này. Đọc sách vở coi đi bố ơi, ngừng chơi điện thoại một chút thôi. Đọc sách này hay này bố ơi, dành thời gian cho con một chút thôi. Đọc sách với con sẽ rất vui. Đọc sách với con sẽ rất vui. Đây rồi, hộp hàng ước của con đây. Đây chính là hộp hàng ước của con đây rồi. Đấy. Cô mở ra nhé. Con có thích hộp báo hức không? Có. Bây giờ món quà trong này đang là một món quà bí mật mà bố con mình sẽ phải mở ra để xem món quà bên trong là gì. Đây là chính là phần thưởng của con vì con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tự học, tự ăn, tự gấp quần áo, thức dậy vui vẻ này, tự dọn đồ chơi này, tự xúc ăn này, đúng không? Rồi thì bây giờ bố con mình sẽ cùng nhau mở hộp báo hức xem phần thưởng của con bên trong là gì nhá. Wow, đây chính là phần thưởng bí mật của bạn sâu. Con nghĩ xem đây là gì. Đây chúng trong này mình có hai cục gì trắng trắng mình chưa biết là gì đúng không con? Để tí nữa bố con mình sẽ khám phá xem nó là gì nhá. Nào khám phá tiếp xem có những gì nữa nào. Sách à? Sách gì đây? Sách gấu con thích ăn kem. Đây là sách gấu con ăn kem à? Được. Con thích đọc sách bố ơi. Quyển này muôn thu, quyển này cây xanh. Và nhiều điều tốt đều hay ở trong này. Đọc sách với con đi bố ơi, ngừng chơi điện thoại một chút thôi. Đọc sách này hay này bố ơi, dành thời gian cho con một chút thôi. Đọc sách với con sẽ rất vui. Con thích bố ơi, quyển này muôn thu, quyển này cây xanh, khám phá thế giới tự nhiên và nhiều điều tốt đều hay ở trong này. Đọc sách với con đi bố ơi, ngừng chơi điện thoại một chút thôi. Đọc sách này hay này bố ơi, dành thời gian cho con một chút thôi. Vâng, đây là một hộp quà, bên trong bao gồm sách và đồ chơi. Đó, những cuốn sách cũng rất hay. Và đặc biệt ở chỗ là những món quà ở bên trong hộp báo hức này sẽ là một bí mật dành cho các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ sẽ tò mò và sẽ rất muốn mở chiếc hộp này ra. Cũng giống như là tên của chiếc hộp đó chính là gì con? Hộp háo hức. Đúng rồi, là hộp háo hức. Hộp háo hức. Con háo hức không? Con háo hức không? Háo hức để mở ra. Đúng rồi, con háo hức để mở ra đúng không? Yeah, thì bây giờ mình đã có những cái phần quà bên trong này rồi. Thì bây giờ mình sẽ chơi với nó và bố sẽ đọc sách, những quyển sách này cho con nhá. Đồng ý không? Ừ. High five. Đọc cuốn này. Ok. Và rất hy vọng là những ông bố, những bà mẹ hãy dành thời gian để đọc sách với con nhé. Vì đọc sách cho con thì rất là tốt cho cái sự phát triển về mặt ngôn ngữ, trí tưởng tượng, những điều hay lẽ phải trong cuộc sống nữa. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye.
Đây, của con đây, cầm lấy. Khi gấu con vui vẻ, đây là của gấu con vui vẻ. Khi gấu con vui vẻ thì cậu ấy cười khúc khích, cười như này, cười khúc khích suốt cả ngày.